Thì hôm nay mình xin đưa ra bốn cái bước, bốn cái yếu tố quan trọng nhất để các bạn quyết định để đầu tư một cái trung tâm bao xe và mở cái tiệm bao xe. Thì cái đầu tiên là xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình ngày hôm nay. Thì trong cái video ngày hôm nay mình xin làm một cái bảng kế hoạch để cho các bạn khi mở một cái trung tâm chăm sóc xe, một cái tiệm rửa xe thì các bạn cần những cái yếu tố nào để các bạn quyết định được đến cái vấn đề là các bạn có thuê cái sở dịch vụ đấy hay không. Và mình có một kế hoạch rất là rõ ràng để chúng ta tính toán được là chúng ta lên thuê cái quỹ đất tầm bao nhiêu mét vuông và mình định hướng đầu tư như thế nào, và để mình xây dựng lên một nhà xưởng nó phù hợp nhất với cái khả năng, cái khả năng tài chính của mình và định hướng được cái nhu cầu đầu tư là hợp lý nhất. Thì trong thời gian vừa qua mình kinh doanh về nghề rửa xe cũng có gặp rất nhiều những câu hỏi của khách hàng gọi điện đến mình để nhờ mình tư vấn cho xem là để mở một cái tiệm rửa xe, chăm sóc xe thì cần những yếu tố nào. Thì sau 10 năm kinh nghiệm của mình đã bán hàng về cái ngành mở những cái ngành trung tâm cho xe như này, và đã trực tiếp đứng vận hành xưởng và đã mở trung tâm dịch vụ và đã đi khảo sát rất nhiều những cái quỹ đất ở khắp cả nước. Thì hôm nay mình xin đưa ra bốn cái bước, bốn cái yếu tố quan trọng nhất để các bạn quyết định để đầu tư một cái trung tâm bao xe và mở cái tiệm bao xe. Thì cái đầu tiên là các bạn mở một cái tiệm bao xe thì các bạn nên xác định được rõ cái diện tích, cái diện tích cái của cái tiệm rửa xe. Thì các bạn phải xác định được cái diện tích đó các bạn thuê tầm bao nhiêu mét vuông. Thì để thuê được bao nhiêu mét vuông thì các bạn phải phụ thuộc vào mình phải xác định được cái trung tâm giao xe của mình là mình định làm những dịch vụ gì. Thì đó là chỉ là bước thứ hai, là định hướng được cái mô hình kinh doanh trong một cái tiệm rửa xe, một trung tâm giao xe. Cái bước thứ hai đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái bước một của các bạn. Nếu các bạn xác định được là ví như chúng ta mở ra làm dịch vụ rửa xe đơn thuần thôi, chỉ rửa xe cơ bản thôi, thì các bạn chỉ cần thuê một cái quỹ đất nó rất là nhỏ để các bạn làm đó. Hoặc là các bạn muốn làm những dịch vụ mà chuyên sâu, ví dụ như làm dịch vụ về rửa xe, rửa mái rộng thất, đánh bóng hiệu chỉnh sơn, làm lốp, vá vỏ, cân na răng, hay là các bạn muốn làm dịch vụ chuyên sâu hơn về về độ đèn của âm thanh, thì những cái đó thì các bạn cần phải quỹ đất lớn hơn đó. Thì đến bước thứ ba là các bạn phải đi khảo sát cái vị trí mà các bạn xác định mở một ra một trung tâm chăm sóc xe. Bước thứ tư là các bạn tìm cái nhà cung cấp, tìm cái đối tác mà để chúng ta hợp tác sau này để mở ra một cái trung tâm xe. Đó là bốn cái yếu tố mà quan trọng nhất mà như mình là người trực tiếp có tư vấn khách hàng, và cái kinh nghiệm của mình thì mình sẽ tư vấn khách hàng là tìm bốn cái bước đó để mở một cái tiệm rửa xe, trong xe, quyết định đầu tư trong xe. Thì bây giờ mình sẽ vào đi chi tiết từng cái câu hỏi một để mình phân tích cho các bạn với cái ý kiến của mình các bạn nhé. Thì đầu tiên là các bạn xác định được rõ cái quy mô diện tích của cái tiệm rửa xe, trong góc xe là bao nhiêu mét vuông đó. Thì trung bình một cái xưởng dịch vụ rửa xe, trong góc xe cơ bản nhất mà các bạn mở ra một xưởng dịch vụ rửa xe trong xe, thì như mình để mở ra một tiệm xe trong xe mà bài bản một chút thì các bạn cần tìm một cái quỹ đất diện tích khoảng 90 mét vuông. Mặt tiền thì các bạn nên chọn một cái mặt tiền nó tầm khoảng 6 mét nhân sâu với 15 mét. Thì đối với cái mặt tiền như vậy thì các bạn có thể là có được tầm khoảng 4 xe các bạn có thể rửa trong xưởng được đó. Thì vì mỗi một cái xe, bây giờ một cái xe đan các bạn nhé, thì cái diện tích của nó tầm khoảng 8,5 mét vuông, thường thường thì sẽ là dài tầm 4,5 đến 4,7 mét, rộng tầm khoảng 1,5 đến 1,8 mét, đó là tính cả tay gương. Còn những cái dòng xe SUV, dòng xe bán tải thì nó tầm khoảng 10,8 mét vuông đến 11 mét vuông, đó nó dài tầm khoảng 6 mét, tầm 5,8 đến 6 mét. Nhiều xe lắp body kit thì tầm khoảng 6 mét. Như cái dòng xe bán tải bây giờ như dòng Ford Ranger hoặc là BT50 hoặc là những dòng
dòng dòng Toyota, dòng bán tải đó thì nó tầm khoảng 5m8, 5m8, chiều rộng cả tay gương tầm khoảng 1m8. Nếu mà như một số dòng xe lắp thêm body kit thì nó rơi vào tầm khoảng 6m đó. Thì các bạn nên xác định được cái diện tích xe để chúng ta xây xưởng. Thì tại sao mình nói là 90m2 mà chúng ta làm là 4 xe, thì chúng ta có thể là có một cái khoang để chúng ta làm dịch vụ rửa, hai khoang chúng ta làm dịch vụ rửa ướt và hai khoang thì chúng ta làm dịch vụ rửa khô. Khoảng cách thì chúng ta tối thiểu từ xe nọ sang xe kia tầm khoảng 1m2 đến 1m5 để chúng ta có thể là rửa và thao tác rất là thuận tiện dễ dàng đó. Và chúng ta vẫn có thêm được cái phòng chức năng, ví dụ như một cái phòng tiếp khách. Một cái phòng tiếp khách thì một cái phòng tiếp khách diện tích nó tầm khoảng 9m2 mặt tiền và sâu tầm 3m, thì các bạn có thể là vừa trưng bày được những cái phụ kiện, những cái đồ chơi và những cái sản phẩm trong xe chúng ta trưng bày bên trong đó. Có bàn để chúng ta cho khách hàng ngồi uống nước đó. Có bàn thu ngân, có bàn kế toán để chúng ta là thu ngân chúng ta làm việc, và có khu vệ sinh. Và khu vệ sinh đó thì từ vừa WC vừa là khu tắm giặt cho anh em, và chúng ta làm một cái khu bếp. Cái khu bếp thật ra thì nếu diện tích rộng thì chúng ta làm những cái bếp nó xây bếp nó đàng hoàng một chút, còn bình thường không thì chúng ta chỉ cần đổ những cái tấm bê tông chúng ta gác lên và chúng ta bắn những cái làm những cái tủ bằng kính chúng ta đặt lên thì nó rất là gọn gàng thôi. Thì anh em có thêm nữa là cái gác xếp ở bên trên để toàn bộ anh em nhân viên nghỉ ngơi, toàn bộ gác xếp bên trên hết. Thì cái khu ăn nghỉ có anh em tách biệt hoàn toàn với cái khu mà phòng khách trưng bày. Đặc biệt thì mình hướng tới khách hàng là dù chúng ta mở to mở nhỏ thì chúng ta vẫn phải có lên một cái phòng tiếp khách. Tại sao như vậy? Tại vì khi một cái khách hàng đến rửa xe, không phải lúc nào đến rửa là đi ra ngay được, mà thời gian rửa xe mỗi một xe trung bình thời gian tầm khoảng 30 đến 45 phút, chưa tính những dịch vụ làm ngoài, các dịch vụ về làm chăm sóc chuyên sâu. Thì trong 30 phút chờ đợi một con xe đó thì thời gian cũng khá là lâu. Nếu chúng ta mà có tầm 2 đến 3 xe trong xưởng thì cái thời gian chúng ta nhân lên thời gian chờ rất là lâu. Thì chúng ta không có cái phòng khách để chúng ta cho khách hàng ngồi, thì khách hàng ngồi ở ngoài rất là ồn, cái tiếng xé nước của máy xe rất là ồn đó, và cái xưởng tôn thì nó rất là nóng. Thì các bạn nên có một phòng tiếp khách đó. Thì phòng đó chúng ta vừa trưng bày hóa chất, dụng cụ, đồ nghề và chăm sóc xe, chúng ta vừa bán thêm những cái phụ kiện với những cái gạt mưa, những cái bọc vô lăng, những cái đồ chơi nhỏ nhỏ bên trong thì chúng ta có thể bán cho khách hàng được khi khách hàng ngồi chờ bên trong đó. Thì trong phòng đó có cả wifi, có cái giải trí cho khách hàng ngồi chờ đợi để tránh cái thời gian khách hàng ngồi chờ lâu bị không có cái giải trí, nó rất là ảnh hưởng đến cái tâm lý khách hàng đó. Thì các bạn nên chọn những diện tích tối thiểu nhất mà cái tiệm xe không cầu lông thì tầm khoảng 90m2 các bạn nhé. Đó, tiếp tục đến là một cái diện tích tối thiểu của một xưởng rửa xe mà có cầu lông một trụ đó, thì chúng ta cũng lựa chọn những cái mặt bằng tầm khoảng 90m2, cũng giống như tiệm xe cơ bản kia là 6m nhân 15m, chúng ta vẫn có được một khoang rửa ướt tại khu vực cầu lông đó. Và đánh vào bên trong có hai khoang để chúng ta làm dịch vụ làm khô ở bên trong và làm dịch vụ kèm thêm. Vẫn có phòng tiếp khách, cũng vẫn có khu vệ sinh, vẫn có khu nấu ăn và khu nghỉ của anh em. Nhưng mà để một cái diện tích mà chúng ta mà có cầu lông một trụ được, mà để chúng ta vận hành nó thoải mái nhất, chúng ta có thể vận hành được 4 xe trong xưởng làm liên tục, hai khoang rửa ướt và hai khoang làm khô, và xe chúng ta có thể xoay tròn chúng ta ra vào được. Với diện tích tầm 90m2 thì chúng ta có thể xoay cầu được, nhưng mà nếu xe mà đang làm liên cầu thì cái xe bên trong ra cũng hơi khó một chút. Thì chúng ta nên làm là cái diện tích mà có cầu lông thì chúng ta nên lựa chọn cái mặt tiền tầm 7m nhân sâu vào tầm có 2m, nó rơi vào tầm 150m2, thì chúng ta có thể rửa được 4 cái khoang xe liên tục đó, và chúng ta có thể xoay xoay cầu được. Những xe chúng ta vào này, chúng ta rửa gầm xe xong, chúng ta trước khi chúng ta hạ cầu chúng ta quay đầu xe ra bên ngoài, xe chúng ta lùi vào bên trong để chúng ta rửa vỏ ở bên trong đó. Nên là khi chúng ta có hai xe liên tục, và khi chúng ta rửa xong như vậy chúng ta đánh sang cái làn bên, thì toàn bộ làn bên chúng ta sẽ làm khô, làm cái dịch vụ. Thì cái phần giữa hai làn đó thì chúng ta có thể làm những cái bạt trong để chúng ta ngăn cách những cái nước, hoặc là các bạn có thể khi làm việc bên mình thì mình sẽ đưa ra rất nhiều cái giải pháp, có thể làm những cái tấm 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 alu gập mà có những cái biển biển hiệu ở trên đó để vừa quảng cáo và vừa nó rất là thuận tiện cho chúng ta làm gấp vào
gấp vào tầm 1 mét, 1 mét chúng ta đẩy. Khi có xe làm dịch vụ ở bên 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 cạnh thì nó sẽ rất là thuận tiện chúng ta khi chúng ta vận hành một cái nhà xưởng mà diện tích nó tối thiểu nhất để chúng ta có thể vận hành cái cầu lông một trụ để chúng ta có thể xoay được các bạn nhé. Đó thì đối với một số những cái mà mặt bằng thì đấy là diện tích mà chúng ta có thể tối thiểu nhất chúng ta làm được. Còn đối với những diện tích mà hợp lý nhất cho một xưởng dịch vụ về rửa xe có cầu lông mà chúng ta có thể rửa được 2 xe chúng ta rửa liên tục mà không cần phải xử lý những cái vách ngăn như vậy, thì chúng ta nên chọn những diện tích nó tầm khoảng 200 m², mặt tiền tầm khoảng 10 m, sâu vào thì tầm khoảng 20 m các bạn nhé. 20 m là các bạn có thể làm được rất nhiều dịch vụ bên trong. Thì chúng ta có thể là làm 2 khoang rửa ướt đó, 2 khoang rửa ướt thì chúng ta có thể làm 2 xe song song nhau ở bên ngoài rửa ướt vào, hay chúng ta có thể làm được những 2 khoang ướt lối đuôi nhau, cũng giống như là mình rửa xe xong rửa gầm xong mình quay đầu ra đánh vào bên trong chúng ta làm, hoặc là chúng ta có thể rửa 2 xe song song ngay bên ngoài, toàn bộ dịch vụ làm khô đánh vào bên trong và một làn để chuyên cho xe ra vào. Đó là những cái xưởng dịch vụ mà có diện tích tầm 10 m nhân sâu 2 m, hoặc có thể làm trách ra một chút đó. Thì để chi tiết cái bản vẽ của từng cái nhà xưởng như vậy thì các bạn khi các bạn quyết định chúng ta làm được cái nhà xưởng rồi, thuê được cái quỹ đất rồi, quan trọng là thuê được quỹ đất, khi các bạn tìm đến mình thì bên mình sẽ lên cái bản vẽ 2D để mình sẽ phân tích cho các bạn toàn bộ cái công năng trong xưởng dịch vụ các bạn để hoạt động như nào trong xưởng dịch vụ các bạn, khi cái diện tích từ 1 m² thì có bao nhiêu xe dịch vụ bên trong đó. Và khi các bạn cùng với mình xây dựng cái ý tưởng lên cái bản vẽ 2D để tính được cái công năng trong xưởng rồi, quyết định được rồi thì bên mình sẽ lên cái bản vẽ 3D. Nên bản vẽ 3D thì sẽ phân tích toàn bộ cái trực quan toàn bộ trong xưởng, các bạn có thể nhìn thấy sau này xưởng của mình sẽ như thế nào. Đó thì sẽ nhìn thấy thực tế luôn, nó rất là tiện để cho các bạn sử dụng. Thì đối với diện tích như vậy thì các bạn cũng dành bên sâu bên trong tầm khoảng 9 đến tầm khoảng 12 m² để các bạn làm cho cái khu vực chúng ta để phòng trưng bày, phòng tiếp khách, đó, khu phòng dịch vụ ở bên trong, khu vực WC, khu vực lầu ăn nghỉ ngơi cho anh em. Thì đối với mình thì những diện tích tầm khoảng mặt tiền tầm 10 m, đó, và sâu tầm 20 đến 25 m, thì đa số mình chỉ để ở bên khu bên dưới là sẽ có phòng tiếp khách, đó, phòng tiếp khách và khu WC, khu lầu ăn cho anh em bên dưới. Còn toàn bộ cái anh em nghỉ ngơi, tất cả nghỉ ngơi là mình đều cho lên trên xếp bên trên hết, gác xếp bên trên hết. Thì toàn bộ gác xếp bên trên đang nghỉ ngơi bên trên, tách biệt toàn bộ được anh em thứ nhất là đồ quần áo hoặc là cái đồ sử dụng hàng ngày của anh em tách biệt bên trên đó, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ ở bên trong cái trung tâm trong xe. Đó thì tất cả những cái mô hình như vậy thì bên mình cũng có đều làm rất nhiều những cái mô hình mà trên YouTube các bạn có thể nhìn thấy. Thì khi các bạn làm về bên mình thì các bạn sẽ được anh em hỗ trợ cho các bạn rất là chi tiết về cái lên thiết kế bản vẽ mặt bằng. Còn nếu mà các bạn muốn làm dịch vụ mà chuyên sâu hơn nữa, ví dụ như các bạn làm các dịch vụ về rửa xe, rửa mái dọn thất, đây là dịch vụ cơ bản nhất trong một xưởng dịch vụ trao xe. Nhưng nếu các bạn muốn làm dịch vụ chuyên sâu hơn, ví dụ như làm thay dầu, thay cốc lọc dầu, chúng ta làm lốp, vá vỏ, cân đa răng, hoặc là làm thêm dịch vụ về đánh bóng phủ ceramic, thì những cái dịch vụ về cao cấp hơn về đánh bóng phủ ceramic, dán phim cách nhiệt thì các bạn cần phải có một cái phòng detailing chuyên nghiệp đó, để các bạn khi chúng ta làm dịch vụ như vậy thì cần là gì, ví như mùa hè thì thời tiết rất là nóng thì chúng ta cần phải, như ngoài Bắc thì thường mùa nóng cực kỳ nóng đó. Như trong miền Nam thì chỉ có 2 mùa, mùa mưa và mùa nắng, thì thật ra nhiệt độ trong nó không nóng lắm. Nhưng để khi chúng ta làm cái dịch vụ về đánh bóng phủ ceramic thì chúng ta cần cái phòng hệ thống phòng kính có ánh sáng đủ để chúng ta hiệu chỉnh bề mặt sơn. Và khi chúng ta phủ ceramic thì chúng ta cần có điều hòa. Cần điều hòa để làm gì? Để chúng ta cân được cái nhiệt độ bên trong. Thì khi chúng ta phủ ceramic thì nó sẽ đảm bảo được cái yếu tố kỹ thuật tốt nhất cho cái lớp phủ ceramic đó. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta làm dịch vụ về dán phim cách nhiệt và đánh bóng phủ ceramic thì cái thời gian chúng ta thi công, nhất là cái đánh bóng phủ ceramic chúng ta thi công rất là lâu. Một cái xe chúng ta có thể thi công tầm khoảng 24 giờ liên tục hoặc là 48 giờ, thì anh em làm bên trong cần sự tỉ mẩn và cần sự tập trung cao độ rất là cao. Thì chúng ta mà không có cái nhiệt độ bên trong tốt thì chúng ta làm nó sẽ không có sự tập trung tốt được đó, và mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra thì làm sẽ không có sự hiệu quả cao.
hoặc dán phim vậy. Dán phim khi chúng ta làm thì cần cái ở bên trong không bụi bặm đó, và cần phải mát mẻ, mà chúng ta đóng cửa kính vào mà cái mùa hè mà nóng nóng thì sẽ rất ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của anh em. Thì đối với những cái xưởng dịch vụ mà chúng ta làm thêm cả đánh bóng phủ ceramic thì chúng ta cần cái diện tích của cái phòng phủ ceramic đấy tối thiểu nhất là tầm khoảng 28 m², đó, tầm khoảng 4 m sâu vào tầm khoảng 7 m, đấy là diện tích tối thiểu nhất. Còn nếu các bạn mà muốn làm diện tích thoải mái nhất thì tầm 4 m nhân sâu 8 m thì chúng ta vẫn có thể để được những cái đồ liên quan đến đánh bóng ở bên trong đó, nó rất là thuận tiện. Và chiều cao tầm khoảng 2m7 đến 2m9 thì đấy là cái phòng mà phủ ceramic chúng ta cần tiêu chuẩn nhất. Thì trong một cái xưởng dịch vụ mà chúng ta làm thêm các dịch vụ về đánh bóng phủ ceramic như vậy và làm thêm các dịch vụ thêm nữa ví như độ đèn, còi, âm thanh thì cần phải diện tích phải rộng hơn. Thì tối thiểu nhất trong một xưởng dịch vụ như vậy thì các bạn nên chọn những cái diện tích mặt tiền tầm khoảng 15 m nhân sâu vào tầm khoảng 25 đến 30 m, thì cái diện tích như vậy thì mình nghĩ nó cũng là tuyệt vời nhất để cho các bạn vận hành nhà xưởng, xe ra xe vào, các khoảng cách từ xe nọ sang xe kia nó đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nhất đó. Đây là cái bước đầu tiên chúng ta xác định được cái quy mô, cái diện tích của một cái tiệm rửa xe, cho bóc xe. Tiếp tục đến là chúng ta định hướng cái mô hình kinh doanh trong một cái tiệm rửa xe, cho bóc xe. Thì đây là một cái bước rất là quan trọng, bước rất là quan trọng để chúng ta quyết định được để chúng ta thuê được cái mặt bằng tầm 30 m². Đấy, như mình vừa nói trên là cái định hướng được cái mô hình kinh doanh như vậy thì chúng ta quyết định thuê được mặt bằng. Cái thứ hai là chúng ta phải xác định được là khi chúng ta định hướng ngay từ ban đầu luôn các bạn nhé, định hướng ngay từ ban đầu khi chúng ta xây một cái xưởng làm xưởng dịch vụ cho xe thì chúng ta sẽ xây dựng theo tiêu chí nào. Đó thì có rất nhiều tiêu chí khác nhau. Chúng ta chỉ làm rửa xe cơ bản, làm rửa xe, rửa mái rộng thất cơ bản không thôi, thì chúng ta chỉ cần những diện tích nó tầm khoảng 9 m² là đã ok rồi đó. Nhưng mà chúng ta làm dịch vụ về chăm sóc xe detailing chuyên nghiệp với các gói dịch vụ rửa xe cao cấp như ví dụ như rửa xe, rửa mái rộng thất, đánh bóng điều chỉnh bề mặt sơn, phủ ceramic, thay dầu, phủ gầm chống rỉ sét, làm lốp, vá vỏ, cân na răng, thì những cái dịch vụ làm như vậy thì các bạn nên chọn những diện tích nó tầm khoảng từ 200 m² trở lên thì bạn có thể làm được những cái dịch vụ nó chuyên sâu hơn, với 10 m x 2 m hoặc 10 m x 25 m, 15 m x 20 m 25 m, thì đấy là những diện tích mà các bạn phải định hướng được cái mục tiêu ngay từ ban đầu luôn. Tiếp tục đến là những cái tiệm làm đẹp xe chuyên nghiệp như lắp đặt, ngoài tất cả dịch vụ bên trên ra, rửa xe, rửa mái dọn thất, đánh bóng hiệu chỉnh bề mặt sơn, phủ ceramic, làm lốp, vá vỏ, thay dầu, cân na răng, dán phim, cách nhiệt, chúng ta làm thêm các dịch vụ về độ đèn, còi, âm thanh, chúng ta nâng cấp nội thất xe cho khách hàng, độ body kit, thì những cái dịch vụ chuyên sâu như vậy thì các bạn phải diện tích cứ xác định luôn phải tầm khoảng từ 10-15 m nhưng sâu tầm 25 m trở lên đó, thì các bạn mới đủ được cái không gian để các bạn làm các dịch vụ được. Thì khi chúng ta làm cái dịch vụ như vậy thì nó cần rất nhiều cái diện tích, tại vì những cái làm dịch vụ như vậy thì cái thời gian xe làm ở xưởng rất là lâu. Ví dụ như các bạn mà độ liên quan đến đèn thì không thể nào chúng ta làm nhanh trong tầm khoảng 3 phút đến 1 tiếng xong được, hoặc chúng ta liên quan đến lắp đặt những âm thanh bên trong thì không thể nào nhanh được đó. Kể cả dán phim cũng như vậy, đánh bóng phủ ceramic cũng như vậy đó, thì nó không thể làm nhanh được. Các dịch vụ chúng ta làm nhanh như rửa xe, chúng ta là thay dầu chúng thì rất là nhanh, nhưng mà xe làm liên quan đến phủ gầm thì các bạn lại phải có một cái cầu lưng hai trụ hoặc cầu lưng cắt kéo để chúng ta để một không gian riêng đó, nó tầm khoảng 10 m² để chúng ta cho xe làm. Thì chúng ta mà có nhiều dịch vụ thì chúng ta cần phải diện tích nó phải nhiều hơn một chút nữa. Thì đối với cái định hướng được cái mô hình kinh doanh cái dịch vụ trong một cái tiệm rửa xe, cho xe á, thì đây là một cái bước rất là quan trọng để chúng ta định hình được cái mô hình kinh doanh, thì chúng ta mới tính toán được thuê mặt bằng tầm 30 m², chúng ta mới tính toán được chúng ta đầu tư trang thiết bị như nào, chúng ta xây dựng xưởng như thế nào. Và cái bước này rất quan trọng. Chúng ta không định hướng được cái mô hình kinh doanh của chúng ta sau này thì cái xưởng của chúng ta xây lên chỉ làm những dịch vụ cơ bản ngay ban đầu, nhưng mà sau này chúng ta làm dịch vụ mà làm chuyên sâu hơn thì chúng ta lại phải cải tạo lại. Cải tạo như vậy thì nó ảnh hưởng toàn bộ đến cái quá trình kinh doanh trong xưởng, trong xe của các bạn đó, thì chúng ta phải định hướng từ ban đầu luôn. Định hướng như vậy thì chúng ta mới vào nghề thì chúng ta đã được bên nhà cung cấp chuyên nghiệp, người ta đã định hướng cho mình,
các bạn tìm đến một cái nhà cung cấp, thì các bạn thường thường là các nhà cung cấp hỏi các bạn là sẽ như mình, thì mình sẽ hỏi khách hàng là đầu tiên là định cái quỹ đất là bao nhiêu vuông đó, cái hướng đầu tư như thế nào, và các bạn mà sau này khi các bác làm như vậy thì các bạn định làm những dịch vụ gì sau này đó, thì mình phải biết được là cái định hướng khách hàng làm sau này làm những dịch vụ gì, thì mình mới tư vấn khách hàng là cái diện tích đó có đủ hay không. Nếu không đủ thì các bạn mà cứ xây dựng lên, các bạn muốn làm thì sau này các bạn lại phải tháo dỡ toàn bộ hết, nó di chuyển ra một vị trí khác, nó sẽ ảnh hưởng đến khách hàng, ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng và ảnh hưởng đến cái chi phí đầu tư, cái tiền chúng ta bỏ ra. Chúng ta tháo dỡ như vậy thì chúng ta mất tiền di rời, chúng ta mất tiền xây dựng nó khá nhiều rồi đó. Thì thường thường như mình sẽ phải hỏi các bác luôn là định hướng làm dịch vụ sau này những cái gì, thì mình sẽ tính toán quỹ đất cho các bác là cái quỹ đất đấy có đạt tiêu chuẩn hay không đó, và cái xây dựng sau này thì nếu mình tùy theo cái khả năng tài chính ban đầu mình bỏ ra vốn tầm bao nhiêu và tiền thiết bị, bỏ vốn tầm bao nhiêu vào tiền xây dựng xưởng đó, thì tùy theo nếu khả năng tài chính mà có mình có thể xây dựng một mạch luôn, nhưng mà sau này mình sẽ làm dần dần. Nhưng nhiều bác thì khả năng tài chính chưa có, hoặc là thật ra mình không cần thiết mình phải đầu tư một loạt luôn, xây dựng lên mà mình chưa làm ngay đó, thì những cái dịch vụ về chuyên sâu như liên quan đến độ xe thì chúng ta cần thời gian, chúng ta phải có kinh nghiệm về nghề, phải có kinh nghiệm về học điện, thì chúng ta phải đã đi làm rồi chúng ta mới có kinh nghiệm chúng ta làm ngay được. Thì thời gian chúng ta vận hành có thể tầm khoảng 25 đến 35 chúng ta mới làm những cái phần đó đó, thì chúng ta lại phải xây dựng như nào cho nó phù hợp để tránh tình trạng sau này chúng ta đã xây dựng rồi mà chúng ta lại phải xây dựng lại đó. Đấy là cái vấn đề đó rất là quan trọng các bác nhé đó. Tiếp tục đến cái bước thứ ba là chúng ta khảo sát cái vị trí mà xưởng dịch vụ mà chúng ta định mở đó, thì chúng ta phải xác định là cái khu vực đó chúng ta mở là mở ở đâu, khảo sát cái khu vực định mở đó là có nhiều cái điểm rửa xe trong xe hay không, các cái trung tâm có cái quy mô có chuyên nghiệp hay không, hay là chỉ rửa xe cơ bản thôi đó. Có thể là chúng ta mang xe trực tiếp, chúng ta có thể mang xe trực tiếp đến cái trung tâm đó để chúng ta rửa thử, chúng ta làm dịch vụ thử. Ví dụ như bây giờ các bác muốn mở ra một trung tâm xe làm rửa xe, rửa máy động thất cơ bản thôi, thì chúng ta lên khảo sát là quanh khu vực đó thì có bao nhiêu cái điểm làm dịch vụ trong xe, chúng ta đưa xe đến chúng ta làm. Để đưa đến để làm gì? Để chúng ta đánh giá được cái chất lượng của một cái trung tâm trong xe mà quanh khu vực mình, cái số lượng trung tâm như vậy thì người ta làm có chuyên nghiệp hay không, có bao nhiêu trung tâm làm, bao nhiêu trung tâm là chuyên nghiệp, bao nhiêu trung tâm làm cơ bản thôi đó. Thì chúng ta mới định hướng được là gì, những cái trung tâm như vậy thì chúng ta sẽ định hướng được là khi mình mở ra thì đấy là những cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình. Thì việc cạnh tranh mình cần cạnh tranh lành mạnh đó, ví dụ như có tầm khoảng 5-6 điểm trong một cái khu vực đó thì người ta làm cơ bản thôi, thì mình mở ra mình làm chuyên nghiệp hẳn, thì đấy là một cái điểm khác biệt của mình để mình kéo những khách hàng có tiền đó. Nhưng mà các bạn mở ra khu vực đấy mà tầm khoảng cái khu lượng xe khu vực đấy không nhiều, mà các bạn mở ra cái trung tâm mà chuyên nghiệp nhưng mà có các điểm khác người ta làm chuyên nghiệp rồi, thì cái sự cạnh tranh của mình, cái khách hàng của mình sẽ bị chia sẻ đi nhiều hơn đó. Thì đấy là cái việc nó rất là quan trọng để chúng ta quyết định là có xây dựng dịch vụ ở khu vực đó hay không. Ví dụ cái khu vực này chúng ta bán kính tầm khoảng 6-7 km mà có tầm lượng xe, chúng ta tính đầu xe có tầm khoảng 100 cái đầu xe mà có tầm khoảng 10 điểm hoặc là 5-7 điểm đầu xe rồi mà làm chuyên nghiệp rồi, thì chúng ta mở ra tiếp khu đó thì chúng ta sẽ bị cạnh tranh lớn hơn. Tất nhiên là buôn các bạn bán có phường, mình cũng thích làm những khu vực mà có những tiệm xe trong xe rồi, nhưng mà những cái điểm đó người ta làm như thế nào mình phải đánh giá được, các cụ bảo rồi biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì cái vấn đề chúng ta phải xác định được những cái anh em cùng làm với mình ở khu vực đó người ta làm như thế nào để mình định hướng làm nó sẽ chuẩn hơn. Hoặc ví như mình định hướng là vị điểm này ta rửa xe như vậy thì bao nhiêu tiền, rửa có chuyên nghiệp hay không, làm các dịch vụ khác cũng như vậy, thì khi mình đến mình thử, mình làm dịch vụ thử rồi thì biết được là các dịch vụ đó người ta thu ta bao tiền, mình không được thu rẻ hơn mà không được thu cao quá, nhưng mà mình đánh giá được là điểm này người ta làm thu mức giá này, nhưng mà mình phân tích được là cái điểm này người ta làm như thế nào để mình khi mình mở ra thì mình sẽ có một cái bài toán kinh doanh nó phù hợp nhất cho một cái khu vực đấy của mình. Nếu để còn chuyên sâu hơn thì khi tìm đến mình thì mình sẽ phân tích cùng với các bác cái cách nào để đánh giá một cái dung lượng khách nó phù hợp nhất các bác nhé. Đó. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu và
vạch được ra những cái kế hoạch, thì cái bước tiếp theo là bước rất quan trọng, đó chính là chúng ta tìm được cái tìm cái nhà cung cấp, tìm những cái công ty phân phối những cái thiết bị, những cái hóa chất dụng cụ về trong ốc xe. Đó, tìm được cái đối tác mà cung cấp thiết bị sản phẩm trong ốc xe thì cái đó là một cái việc rất là tốt và rất là quan trọng để chúng ta biết được là cái đơn vị đó như thế nào. Tại vì bây giờ mở ra một cái trung tâm ốc xe đó thì và ngay bản thân công ty Lưu Việt cũng là một trong những đơn vị là đi đầu ngành về cái cung cấp về cái thiết bị và sản phẩm trong xe. Thì ngoài những công ty Lưu Việt ra thì có rất 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 nhiều những cái trung tâm khác, những cái công ty anh em trong ngành đã cũng cung cấp cái nghề về trong xe như này, nhưng mỗi bên thì lại có một cái ưu nhược điểm khác nhau đó. Thì khi các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ tự các bạn thấy là cái ưu điểm của từng bên sẽ như thế nào. Thì cái việc mà tìm kiếm nhà cung cấp ấy rất quan trọng với các bạn, về nếu các bạn lựa chọn sai nhà cung cấp hoặc là các bạn lựa chọn không phù hợp thì cái công việc kinh doanh của các bạn sau này sẽ gặp rất nhiều rắc rối đó. Các bạn nên chọn cái công ty có cái bề dày lịch sử lâu năm và có đội ngũ kinh doanh, đội ngũ kỹ thuật phải thật sự là hùng hậu đó. Thì như vậy thì khi các bạn lựa chọn những nhà cung cấp như vậy thì điều đầu tiên là chúng ta lựa chọn được những cái công ty người ta làm lâu năm rồi, thì người ta phải đề cao sự uy tín lên hàng đầu đó. Và công ty đó là công ty nhập khẩu trực tiếp chứ không phải là những cái đại lý hoặc là những cửa hàng điện máy. Thì những cái đại lý, những cửa hàng điện máy thì cái nguồn hàng thường thường sẽ thật ra rất khó ổn định. Tại vì làm sao mà có thể tự quyết được cái vấn đề về cái nguồn hàng, làm sao tự quyết được vấn đề về cái phụ kiện được, đấy là cái cơ bản nhất. Hoặc làm sao mà có thể là mãi mãi một cái sản phẩm cố định được. Nhưng các công ty người ta làm lâu năm, người ta làm chuyên nghiệp ấy, thì cái đầu tiên cái phần thiết bị là người ta đã lựa chọn những cái công ty đầu ngành sản xuất ra cái những cái thiết bị để chúng nhập về Việt Nam phân phối cho những đến tay khách hàng. Và cái đặc biệt hơn nữa là cái sản phẩm khi người ta làm lâu năm rồi thì người ta lựa chọn cái sản phẩm người ta cấp là lâu dài một cái sản phẩm đó, thì sau này khi những cái phụ kiện mà chúng ta máy móc có vấn đề hỏng hóc thì cái đồ phụ kiện nó cũng có. Và cái quan trọng hơn nữa là gì, những cái công ty người ta làm lâu năm rồi mà người ta cũng cấp nhiều trên thị trường rồi thì người ta luôn luôn có đầy đủ các ban bệ, có bộ phận kỹ thuật chuyên trách để sửa chữa bảo hành bảo trì cho khách hàng. Nhưng các cái công ty mà chúng ta mua cửa hàng điện máy thì đã không có chuyên môn cao rồi mà lại không có người để trực tiếp này, nếu mà bán hàng nó lại sửa máy thì không thể nào kham được. Bán một vài điểm thì ok, nhưng nếu mà chúng ta bán nhiều thì không thể nào kham được. Đây là mình đang khuyên cho các bạn lựa chọn, nếu các bạn làm chuyên nghiệp các bạn lựa chọn những cái nhà cung cấp người ta làm lâu năm trong nghề thì người ta sẽ có một cái đội ngũ nó khá là bài bản. Và đội kinh doanh cũng như vậy, đội kinh doanh thì anh em nó thực chiến, nó đã làm cái nghề lâu năm rồi, thì khi các bạn làm việc với những cái đội ngũ kinh doanh như vậy thì anh em đã định hướng cho các bạn toàn bộ liên quan đến lựa chọn từ những cái mặt bằng bốn bước mình vừa nói, xác định được cái mô hình tiệm rửa xe này, nó định hướng được cái mô hình kinh doanh này, khảo sát được cái thực địa. Tại vì mình không đi khảo sát thực địa thì làm sao mà đánh giá được cái khu vực mình làm như thế nào. Đó, đấy là những cái vấn đề mà các bạn nên lựa chọn những cái nhà cung cấp lâu dài, lâu năm. Đấy là người bạn đồng hành của các bạn sau này, để tránh những cái rắc rối sau này khi kinh doanh, khi chúng ta đang hao sừng vận hành sửa mà hỏng máy mà không được hỗ trợ kịp thời rất ảnh hưởng đến các bạn. Tiếp tục đó, cái phần không thể thiếu được đó chính là hóa chất dụng cụ mà các bạn định làm dịch vụ sau này, thì cái đấy nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta mở ra một cái xưởng rửa xe trong xe chuyên nghiệp, đầu tư của nhà xưởng tiền tỷ, đầu tư về thiết bị và nhà xưởng suýt soát tầm khoảng tỷ đến tỷ rưỡi, 2 tỷ hả? Cái số tiền mình đầu tư ra rất lớn. Chúng ta xác định chúng ta làm bài bản, chúng ta làm chuyên nghiệp, thì chúng ta chuyên nghiệp, chúng ta chuyên nghiệp thứ nhất là thì từ cái nhà xưởng đến cái trang thiết bị trong xưởng trung tâm, cái trang thiết bị từ khách hàng người ta không quan tâm, cái khách hàng người ta đến làm dịch vụ rửa xe các bạn, người ta không quan tâm đến vấn đề là ông sử dụng máy gì, nhưng người ta chỉ quan tâm là ông có sử dụng đủ những cái thiết bị, trang thiết bị hiện đại hay không. Tiếp tục đến là người ta quan tâm hơn nữa là gì, cái thái độ phục vụ của nhân viên, cái ông quản lý xưởng, nhân viên phục làm trong xưởng có chuyên nghiệp hay không. Hóa chất các bạn sử dụng, cái hóa chất là cái rất quan trọng, cái hóa chất nó để gây dựng nên cái thương hiệu của các bạn. Nếu các bạn sử dụng cái hóa chất tốt, nhưng hóa chất được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu về
Tại vì thị trường châu Âu là thị trường rất là khắt khe, ngay từ những cái quy trình sản xuất đến cái vấn đề về cái an toàn cho người sử dụng, an toàn đến cái môi trường, thân thiện với môi trường. Đó thì đấy là những cái mà như châu Âu thì rất đề cao đến các vấn đề đó. Thì người ta là những nước sản xuất ra những cái chiếc xe ô tô thì người ta đã cực kỳ hiểu về 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 xe, thì người ta lại có những cái sản phẩm trong xe chuyên nghiệp. Đó. Thì cái sản phẩm trong xe thì nó rất là quan trọng để các bạn quyết định đến là gì, làm dịch vụ. Khách hàng người ta sẽ quan tâm đến vấn đề về cái hóa chất của ông như thế nào, không quan tâm đến vấn đề là máy rửa của ông là dùng loại nào. Nhưng chúng ta cần vẫn phải có rất nhiều yếu tố, thì các bạn nên lựa chọn những nhà cung cấp người ta nhập khẩu hóa chất trực tiếp từ nước ngoài về, và người ta cấp cái sản phẩm này Việt Nam đã lâu đời hay chưa. Thì đấy là những cái yếu tố rất là quan trọng để chúng ta có thể gây dựng được cái thương hiệu sau này, và chúng ta làm trên một chiếc xe nó cực kỳ là an toàn, cực kỳ là an toàn cho một chiếc xe của các bạn. Đó. Một cái vấn đề nữa, ngoài việc lựa chọn nhà cung cấp này ra, thì mình xin cũng khuyến cáo thêm các bạn là khi các bạn quyết định đầu tư và bước vào cái nghề trong xe, ngoài những cái ý kiến mình vừa đưa ra trên, thì các bạn cũng nên tìm hiểu kỹ hơn, tìm hiểu sâu hơn. Tại vì khi các bạn gọi điện thì các bạn nên tìm hiểu rất nhiều những cái công ty anh em trong ngành khác nhau để mình lựa chọn được ra những cái nhà cung cấp, những cái đối tác lâu dài với các bạn. Đó. Tại vì khi người ta, các bạn tìm được đối tác lâu dài ấy, thì người ta là gì? Người ta phải hiểu về nghề, người ta phải hiểu về nghề, người ta phải có đủ đầy đủ ban bệ, phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật, bên thiết kế, bên phòng đào tạo. Thì khi các bạn mở ra thì luôn luôn có người đứng đằng sau, luôn luôn có người hỗ trợ của các bạn cái thời điểm ban đầu, và khi sau này các bạn vận hành thì cũng luôn có người đi cùng các bạn về lâu về dài. Khi các bạn lựa chọn những cái thiết bị, chúng ta lựa chọn những hóa chất và chúng ta tìm được cái nhà cung cấp uy tín rồi, thì sau này chúng ta không phải đi lo để tìm đâu cả, luôn luôn có những cái bên phân phối hàng cho các bạn lâu dài về sau. Đó thì đấy là những cái ý kiến, những cái nhận định riêng mà cá nhân mình đã làm trong cái nghề dịch vụ trong xe 10 năm nay, thì hôm nay mình xin chia sẻ trên cái video ngày hôm nay. Nếu các bạn có những cái đóng góp gì, các bạn có thể comment trực tiếp bên dưới, hoặc các bạn đang có những băn khoăn, các bạn cứ đặt câu hỏi bên dưới thì mình sẽ thu thập những câu hỏi của các bạn, mình sẽ ra những cái video tiếp theo để giúp các bạn có một cái góc nhìn toàn diện nhất và giúp các bạn có một cái định hướng rõ ràng hơn về cái ngành dịch vụ cho xe. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nếu các bạn thấy clip của mình hữu ích, các bạn có thể ấn like, share để cho mọi người biết đến clip của mình nhiều hơn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh YouTube Ely Việt của bên mình, và các bạn ấn chuông để nhận những cái thông báo mới nhất mỗi khi công ty mình có clip mới lên sóng. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.